có quà cho cô nè. Nhắm mắt lại đi. Rồi mở mắt ra. Cảm ơn. Có vui không? Vui lắm. Mừng chứ. Có bao nhiêu đây là mừng lắm. Bao nhiêu đó là chặt mía mấy ngày luôn á? Ồ, 5-6 ngày. Mới được 5 từ dây 5 này. Dạ xin mến chào cả nhà thân thương. Giờ này cũng đã 7 giờ đêm rồi cả nhà. Dạ cùng với anh Tín và anh Hai Tí và em Luân vừa mới đi làm về. Thì hôm nay Dạ Lang Thang muốn chia sẻ với cả nhà thân thương một cái câu chuyện là như thế này. Dạ Lang Thang đang đứng ngay chỗ một cái chuồng bò. Cái chuồng bò này á là cái chuồng bò của Gà Lang Thang. Hiện tại bây giờ là trong cái chuồng bò này là có 13 con bò nha cả nhà. 13 con. Thì Gà Lang Thang đã nuôi 13 con bò này á là trong thời gian là 2 năm rồi. Nếu như mà mình tính tổng cái chi phí mà mình nuôi những con bò này và mình bỏ tiền ra để mình mua con bò về mình nuôi á là gần 400 triệu đó cả nhà. Cái thời điểm mà Gà Lang Thang mua bò là cái thời điểm mình mua cái con bò về nó rất là đắt tiền. Cho đến hiện tại bây giờ á thì cái giá bò nó rẻ xuống một chút rồi cả nhà. Bây giờ thì mình không thể nào mà mình bán được cái số bò này với giá là 300 mấy gần 400 triệu được nữa như là cái kinh phí của mình đã bỏ ra. Nhưng mà mình bán cái số lượng bò 13 con này á thì có thể mình sẽ bán được khoảng 200 triệu đó cả nhà. Kể cả bò và có ở đây có cả chuồng bò nữa. Thì Gà Lang Thang đã nuôi những cái con bò này. Tại vì Gà Lang Thang đi làm chia sẻ cho bà con, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Như cô chú anh chị đã yêu mến Gà Lang Thang á, là Gà Lang Thang đã đi rất là nhiều nơi rồi và giúp đỡ cho bà con rất là nhiều rồi. Thì Gà Lang Thang muốn là mình có một cái hướng đi á, là mình giúp cho bà con là chăn nuôi. Như là mình nuôi con gà nè, hay là nuôi con vịt nè, nuôi con dê nè, nuôi con bò, vân vân. Mình nuôi những cái con vật để cho bà con phát triển kinh tế. Những cái con bò này á, là Gà Lang Thang nuôi á, là mình để kiểu như là mình làm củ của mình đó cả nhà. Mình phòng tránh khi mà mình bị bệnh tật nè. Để sau này là Gà Lang Thang sẽ lấy vợ nữa. Nếu như mà lấy vợ thì Gà Lang Thang muốn á, là mình có những cái con bò để mình lấy vợ. Nhưng mà hôm nay Gà Lang Thang muốn chia sẻ với cả nhà thân thương á, là một cái câu chuyện như thế này. Gà Lang Thang muốn á, là đem 13 con bò này để đi tặng cho bà con nghèo ở vùng núi, giúp cho bà con có những cái con vật nuôi. Lấy vợ thì Gà Lang Thang không có biết á, là khi nào mình sẽ lấy vợ. Nhiều lúc Gà Lang Thang suy nghĩ á, là làm sao mà mình có thể là lấy vợ mà khi nào là mình lấy vợ đó cả nhà. Nên Gà Lang Thang mới đưa những cái chú bò này mình về mình nuôi để mình làm củ, sau này mình đi lấy vợ. Nhưng mà bây giờ Gà Lang Thang nghĩ là không cần thiết nữa. Gà Lang Thang muốn là mình đem những cái chú bò này tặng cho bà con nghèo ở trên núi để cho họ làm vốn nha. Công việc của gà thì Gà Lang Thang có chia sẻ với cả nhà thân thương á, là sáng mấy anh em mình đi lên trên núi, tối mới về. Nhiều khi cô chú anh chị muốn liên hệ với Gà Lang Thang nhưng mà không có được. Tại vì Gà Lang Thang ở trên núi, có những cái vùng núi xa xôi á, hẻo lánh á, những cái nơi mà không có sóng điện thoại luôn. Mình lên trên đó là giống như mình là người rừng vậy đó. Mình muốn liên lạc với lại những người phía bên ngoài cũng không được luôn cả nhà. Cả nhà mình cũng thấy là khi mà đến đây á, thì bò nó đứng ở đây nè. Bò ở đây á, là bò lớn không đó cả nhà. Bò tơ chứ không phải là bò già. Cho cả nhà mình xem. Có con bò nhỏ nữa nè. Tổng cộng là 13 con bò nha cả nhà. Có con bò này á, là con bò nó to nhất luôn nè. Nó đang có con, nó rất là dữ. Nó bự lắm. Đây cả nhà mình thấy cái cặp sừng của nó nhìn mình khi mà mình đi đến á, là nó nhìn mình á. Đây là bò con. Chỗ này cũng có hai con. Con bò này là nó vừa mới đẻ con bò con đó cả nhà. Ở đây thì Gà Lang Thang có làm á, là một cái chuồng trại cho nó ở đàng hoàng luôn. Có mái tôn, khi mà trời mưa xuống á, không có bị ướt mưa.
Mình nuôi bò là cái chi phí nó rất là cao. Mình phải bỏ tiền ra mua rơm. Rồi khi mà bò bệnh thì mình phải mướn thú y tới để chích thuốc nữa cả nhà. Cả nhà mình thấy con bò này rất là to nè. Nó đang có chữa đó cả nhà. Nó cũng gần đẻ rồi. Ở trên cái mái nhà là gà nó ở trên đó rất là nhiều luôn. Mình làm tổ cho nó ở trên đó luôn. Nó lên nó ngủ trên đó, nó ngủ trong cái chuồng bò luôn. Có con bò kia là con bò to nhất, con bò giống á. Bò đực to lắm. Gà nó nghe cái tiếng của mình tới á, nó sợ. Nó định nhảy xuống luôn đó cả nhà. Cả nhà mình thấy như thế nào? Cả nhà mình xem qua video của gà lang thang á, cả nhà mình hãy bình luận và góp ý bên dưới cho gà lang thang biết nha. Mình nhìn thấy những cái chú bò này á, mà mình nhìn thấy thương lắm cả nhà. Gà lang thang nuôi cái con gì cũng vậy. Như khi mà gà lang thang đã đi giúp đỡ cho bà con á, mình dựng lên những cái ngôi nhà yêu thương cho bà con. Đôi khi là bà con bắt cho gà lang thang là một con gà hay là hai con gà, bà con nói là tặng cho mình để về ăn lấy thảo cả nhà. Gà thì gà không có nhận đâu, nhưng mà bà con nói là cái này là cái có cho qua cho lại á. Gà lang thang mang những cái con gà đó đem về nhà của mình để. Cả nhà mình thấy gà ở bên kia kìa. Đó, ở bên đó là mấy chục con ở bên đó luôn á. Rồi mình để đó mình nuôi cho đến khi nào mà nó già, nó chết đi á là thôi cả nhà. Đó, mình nuôi ở bên đó. Nó đẻ nó sanh sản ra nhiều lắm. Và có cả heo nữa nha cả nhà nha. Heo thì mình nuôi là để cho con heo á là nó ăn cái đồ ăn thường của mình á. Tại vì khi mà mình làm ra cơm ra gạo, có tiền để mình mua cơm mua gạo ăn, mà mình để cơm thừa là nó rất là phí của trời luôn. Nên gà muốn là mình nuôi heo. Lần trước thì gà lang thang cũng có nuôi một con heo mà nó nặng tới 100 mấy chục ký luôn. Cho đến khi nó già nó mất đi á, thì mình đào một cái lỗ để mình chôn cả nhà. Một con heo to lắm. Nó to mà 4 người khiêng mà khiêng không nổi luôn á. Khi mà nó mất đi á, rồi mình phải tốn tiền để mình đào lỗ mình chôn rồi mình thiêu nó luôn cả nhà. Thì bò này cũng vậy, gà muốn là mình mang đi để tặng cho bà con hết luôn. Khi mà mình tặng hết cho bà con thì gà lang thang không còn phải suy nghĩ tới bò nữa. Một lần mà đi lên trên rừng trên núi rồi mình đi về, rồi mình phải cắt cỏ cho nó ăn, mình chăm sóc cho nó. Khi mà nó bệnh mình phải nhờ người tới chích thuốc cho nó. Rất là nhiều công việc. Là gà muốn là tặng cho bà con thì mình không có còn suy nghĩ đến nữa, để mình tập trung vào cái công việc để đi giúp đỡ cho bà con nghèo ở trên núi. Hôm nay á là gà lang thang cùng với anh Tín và anh Hai Tí và em Luân đi lên trên đây để chia sẻ với cả nhà thân thương về cái chuồng bò này, và chia sẻ với cả nhà thân thương, tâm sự với cả nhà vào ban đêm. Gà lang thang mời cả nhà thân thương đi vô trong để mình có thể là tâm sự trò chuyện và ăn một bữa ăn khuya nha. Đây là cái bữa ăn của mấy anh em ngày hôm nay. Thì lần trước gà lang thang cũng có chia sẻ với cả nhà thân thương là lâu lâu là mấy anh em sẽ làm một cái bữa ăn, tầm khoảng là một tháng mình sẽ làm một lần nha cả nhà. Mấy anh em có mua như trái cây nè, rồi mình mua một ít thịt để mình nướng mình ăn nha. Cái này cũng không có bao nhiêu tiền đâu cả nhà. Anh Hai ơi. Chào cả nhà. Con chào cả nhà. Xin chào cả nhà. Lâu lâu thì mấy anh em có một bữa ăn ngon để chia sẻ đến cả nhà thân thương, tâm sự cái hành trình của mình đi chia sẻ cho bà con ở miền núi. Quê hương của gà năm nay á là hạn luôn cả nhà. Cả nhà mình nếu như mà có xem video của gà lang thang lâu á, thấy những cái hành trình mà mấy anh em đi á, vào cái mùa nắng là cây không có một cái lá nào hết. Và tới thời điểm hiện tại á, là một năm mà mưa á, chưa tới một tháng luôn. Cứ một tuần là mưa một bữa, có khi hai bữa. Bây giờ là hết mưa luôn rồi. Bữa giờ là 2 tuần rồi, gà lang thang chưa thấy mưa. Tội nghiệp cho bà con á, gieo trồng bắp á, là sợ không có mưa có nước á nha, thì bắp nó chết hết. Anh hai có muốn có những cái bữa ăn như thế nào anh hai? Nhiều khi muốn lắm chứ, mà thời gian mình đi làm á đâu có thời gian đâu. Đi làm chiều tối của giờ không. Đâu còn thời gian để mình ăn uống rồi.
anh Hai Tí á và anh Tính á là đồng hành cùng với gà lang thang mang quà lên trên núi nha. Còn em luôn á là phụ giúp cho gà lang thang như là những cái món đồ đó cả nhà, mang lên cho bà con. Mấy anh em á là lặn lội đường xa để mang những cái thứ cần thiết để tặng cho bà con nghèo ở trên núi. Tại vì những cái vật dụng đó họ rất là cần. Nhiều khi họ có tiền họ không có dám mua. Có những hoàn cảnh họ chia sẻ, họ nói là một năm họ chỉ mua có một món thôi, mỗi ngày là làm chỉ đủ ăn thôi. Bây giờ gà lang thang mời cả nhà thân thương ăn thịt heo nướng cùng với lại bố anh em nha. Xin mời cả nhà món đầu, miếng đầu tiên nha. Nướng nãy giờ không biết mùi vị thịt nó đang sao. Ngon không? Ngon. Mời cả nhà luôn. Lấy cái trái chanh nè, bỏ mắm vô cả nhà. Mời cả nhà miếng. Ngon quá cả nhà ơi. Ngon anh Hai. Ngon. Ngon cực kỳ. Lâu lâu ăn bữa đã thiệt. Lâu lâu á, khoảng một tháng thì mấy anh em sẽ làm một bữa như thế này để mình ăn cả nhà. Cuốn với lại rau sống nè, lá cải. Ăn đem luôn. Dạ. Ngon quá. Cuốn nhiều loại rau quá, ăn ngon á. Thêm đã cóc rồi, ăn nó thơm mùi vị hơn. Cả nhà thân thương thông cảm nha, gà lang thang đang rất là đói bụng luôn. Mỗi lần mà đói bụng á, tay chân mình nó cứ run rẩy không cả nhà. Ngon quá. Sắp tới đây thì gà lang thang sẽ dựng lên những cái ngôi nhà yêu thương để tặng cho bà con ở miền núi cả nhà. Và gà lang thang muốn là mình tặng những cái con gà lớn để cho bà con, để bà con có thể là nuôi cái con gà, để con gà nó đẻ trứng ra rồi nó nở con thì họ có thể là nuôi nhiều gà. Nếu như mà không có gạo ăn á thì mình ôm một con gà đi, mình đổi một bao gạo rất là tiện luôn. Và họ có thể lấy trứng để mình luộc hay là chiên nữa cả nhà. Mùa này là họ không có trồng cây được rồi. Trồng cây là không có nước, mà nước ở trên núi á là nước mặn đó. Nước mặn mình trồng cây không được. Ngon cực kỳ. Thêm rau này tí. Mà sao có dùng nó nước mặn không hay thôi, trên hốt thì hốt rồi, mặn không. Không biết lý do tại sao mà vùng núi lại là nước mặn. Nước mặn mình uống đâu có được đâu cả nhà. Mình nấu nước lên mình uống á là nó sắc cái muối lại á, mình uống vô là nó đau cái thận của mình luôn á. Có những vùng núi á là cô chú nói với gà lang thang như thế này: sao gà lang thang không có tặng cho họ xà bông với lại nước rửa chén,
những cái lần trước á, Gà Lang Thang có tặng xà bông giặt đồ với lại nước rửa chén cho bà con để bà con sử dụng. Nhưng mà những lần sau thì Gà Lang Thang không có tặng nữa. Cả nhà biết lý do tại sao không? Mình lên trên đó, mình đặt cái vị trí của mình vào đó thì mình nhìn thấy những cái cảnh bà con sinh hoạt ở trên đó. Gà Lang Thang không có tặng nữa. Như mình cho họ cái nước rửa chén và xà bông giặt đồ á, thì ở những cái vùng núi cả nhà có một cái dòng suối nó chảy từ trên núi cao mà nó chảy xuống, thì mình cho hết tất cả những người ở đó ai cũng có xà bông giặt đồ với lại nước rửa chén á, thì họ sử dụng chung một cái dòng suối á, là cái người bên trên á thì họ sẽ giặt đồ rồi rửa chén, bao nhiêu nước xà bông là nó chảy xuống dưới cả nhà, thì cái người bên dưới là họ sử dụng cái nước đó để họ uống luôn, rồi người này nối tiếp vậy cả nhà. Thì cái người mà ở dưới cùng á, là người ta chịu thiệt, là người ta uống cái nước đó sẽ bị bệnh á, nên là Gà Lang Thang không có tặng cho họ nữa. Nếu như mà mình rửa chén á, thì mình có thể lấy cát ở dưới suối á, mình chà rửa cũng rất là sạch sẽ, và mình giặt đồ ở trên đó thì Gà Lang Thang thấy là mình giặt bằng nước cũng được cả nhà, giặt bằng nước. Như mấy anh em đi lên rừng lên núi, mấy anh em cũng giặt bằng nước không à, chứ không có xà bông gì hết. Gà sợ là họ sử dụng xà bông rồi mình giặt ở dưới suối luôn, rồi nước xà bông nó chảy xuống nó làm cho cái dòng suối nó bị ô nhiễm. Mình đi trên suối mà thấy người ta giặt đồ, mình đâu có dám uống nước đâu. Khói quá anh hai. Mời cả nhà miếng nữa nha. Mình ăn cái này ngon hơn là mình đi vô quán mình ăn nữa ha. Mắm luôn. Vâng. Ở đây mát mẻ cả nhà. Gà Lang Thang rất là muốn á, là một ngày nào đó có một anh hoặc là một chị, nếu như mình có cái niềm đam mê để đến với người nghèo á, mình có sở thích là đi khám phá, là đến với quê hương của Gà Lang Thang và cùng mấy anh em là đi lên trên rừng trên núi, lên cái khu vực mà bà con sinh sống á, để mình được trải nghiệm ở đó nha cả nhà. Mình được như là ăn cơm ở đó nè, ăn cơm với lại lá đu đủ chấm muối ớt nè, chấm muối xả nè, hay là mình đi xuống suối để mình bắt con cá con tôm và mình ngủ lại ở đó luôn, để xem thử là bà con họ sống ở đó như thế nào và ban đêm sương xuống á, nó lạnh ra sao. Cô chú cũng có góp ý thì nói bà con trên đó là họ làm biếng, họ không chịu ra suối bắt con cá, nhưng mà không có con cá nào để bắt đâu cả nhà, lâu lâu mới có một con thôi, tại vì ai cũng nghèo khổ, ai cũng đi bắt hết á, thì ở dưới suối không có cái con gì hết. Nhiều lúc mình ra mình bắt một con cua mình ăn thì có cả nhà. Tới mưa, tới tháng mưa là có cua, còn tháng nắng là cua nó chết hết luôn à, tại vì nó khô hết nước luôn. Có những con cua nó đào hang á, nó trốn được cả nhà, thì nó còn sống á. Nếu như mà cô chú anh chị mà có đam mê như vậy á, thì hãy cùng với Gà Lang Thang và mấy anh em nha, để mình đi mình trải nghiệm, và mình có thể là chia sẻ cái cảm xúc của mình khi mà mình đến với những người nghèo, mình đến mình sống, mình đặt cái vị trí của mình vào họ, xem thử là như thế nào nha. Nhưng mà lâu lắm rồi thì Gà Lang Thang vẫn chưa thấy cô chú anh chị nào mà có thể là có thời gian để đi như vậy. Lâu lâu ăn một bữa thật sự rất là ngon luôn á. Ăn để mập lên chứ ốm quá. Có nhiều cô chú lại đùa mấy anh em, nói là mấy anh em y như là khúc cây di động vậy cả nhà, đi lên rừng lên núi.
mà mình ốm thì mình mới lên núi được, chứ mình mập là đi không có nổi đâu. Đi cao quá với lại xa là mình đi mình thở không à. Một buổi ăn mình ăn một hộp cơm được một chén cơm luôn ha. Coi đó, nhiều khi ăn đâu có hết đâu. Một hộp cơm mình ăn không hết luôn. Đi mệt á. Đi mệt rồi mình ăn không có vô nữa. Đôi khi đói bụng á, lấy gói mì tôm mà mình mang đi để tặng cho những người nghèo á, để mình làm canh. Mình làm canh mình có nước cả nhà để mình ăn ăn cho nó dễ. Rồi cũng có anh chị cô chú là nói thì sao mà không mang đi theo mà ăn, mà lấy của người nghèo ăn. Thì mình đi mình lên núi mình đâu có cái gì ăn đâu cả nhà. Ăn cái này no luôn nè. Có cả nước dừa nữa. Nước dừa ngọt ghê á. Sau đây á thì Gà Lang Thang sẽ tặng quà cho mấy anh em nha. Mà cái món quà này á là không phải của Gà Lang Thang mà của các mạnh thường quân gửi tặng cho anh em. Cái món quà này là của chú Quang và cô Chi. Chú Quang và cô Chi á là có gửi cho Gà Lang Thang một số tiền để đi giúp đỡ cho bà con. Thì Gà Lang Thang đã giải ngân số tiền của cô chú cách đây khoảng một tuần rồi cả nhà. Và cái số tiền 5 triệu á là cô chú tặng cho là bốn anh em để giúp đỡ cho bốn anh em á, là có tiền trang trải cho cuộc sống, có chi phí á. Cả nhà mình cũng thấy là mỗi lần mà khi mà mấy anh em đi lên rừng lên núi á, là mình đi rừng đi núi á, là mình đi xe nó nhanh hơn lắm. Tiền xăng, tiền cộ, tiền ăn, tiền uống, tiền xe rồi nữa. Mỗi lần mà mình đi sửa xe cũng rất là nhiều tiền. Và cô Yến ở Quảng Ngãi á, là gửi cho bốn anh em là 2 triệu đồng nữa cả nhà. Chú Quang và cô Chi á, là 5 triệu. Cô Yến ở Quảng Ngãi là 2 triệu. Tổng số tiền là 7 triệu đồng. 7 triệu đồng thì Gà Lang Thang chia ra làm 4 á, là mỗi người sẽ được 1 triệu 750 ngàn đồng nha. Bây giờ Gà Lang Thang xin gửi tặng cho mấy anh em. Thay mặt cô chú Mạnh Thường Quân gửi tặng cho mấy anh em. Gà Lang Thang đếm cái này. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. 17 không có tiền lẻ, bây giờ anh tính cầm 17 trước nè. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 gửi cho em luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Mỗi một tờ như vậy là 100.000 đồng nha cả nhà. Cái đây là gửi cho anh 2 tí. Cái này là 50 nè, còn 2 tí đủ nè. Còn cái này là 100.000 đồng á, là gửi cho anh Tính và em luôn là mỗi người là 50 nha. Đó luôn, để em lát đưa lại sau. Bây giờ anh Tính á, là nhìn vô cái màn anh nhỏ, cảm ơn cô chú đi. Dạ con cảm ơn cô chú vì đã cho con số tiền này. Cũng nhờ số tiền này mà con có thể sửa xe, sơn sửa xa trong qua khoảng thời gian đi bữa tới giờ. Chắc là cũng con tạm đủ rồi, nếu có thiếu con tự sẽ bù thêm. Nên con cũng cảm ơn rất nhiều, cảm ơn cô chú rất nhiều. Xin cảm ơn ạ. Bây giờ tới khiên là em luôn. Dạ con cũng cảm ơn cô chú đã cho con số tiền này để con trang trải trong cuộc sống. Anh Hai. Con cảm ơn cô chú cho con số tiền này con trang trải trong cuộc sống. Con cũng chúc cô chú luôn luôn sức khỏe và hạnh phúc. Gà Lang Thang á, là xin thay mặt mấy anh em cảm ơn chú Quang và cô Chi ở bên nước Mỹ rất là nhiều. Và cảm ơn cô Yến ở Quảng Ngãi
đã tặng cái món quà yêu thương này đến cho mấy anh em, để cho mấy anh em có tiền trang trải trong cuộc sống, cũng như là mình mua một cái bữa ăn ngon như thế này cả nha. Lâu lâu Gà Lang Thang cũng muốn là mình tổ chức á, để cho mấy anh em có một bữa ăn ngon, coi như là mình xả chết, để lần sau là mình có cái sức khỏe để mình đi lên trên rừng trên núi, mình giúp đỡ cho bà con. Một lần nữa cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân đã luôn đồng hành cùng với Gà. Cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị đã lắng nghe cái lời chia sẻ của Gà Lang Thang nha. Thì Gà Lang Thang cũng có chia sẻ với cả nhà thân thương á, những cái con bò đó thì Gà Lang Thang sẽ lên cái kế hoạch là mình tặng cho những người mà họ không có bò để họ nuôi. Những người mà họ có bò rồi á, là mình nhường cho những người mà không có, giống như là mình tặng cho họ một cái món quà để họ làm vốn nha cả nhà, để con bò nó sanh sản ra, họ mới vượt qua cuộc sống khó khăn hiện tại. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều, hẹn cả nhà vào sáng ngày mai nha. Gà xin mến chào cả nhà thân thương. Hiện tại bây giờ Gà Lang Thang đang ở ngay chỗ khu vực bà con chặt mía. Từ trước tới giờ Gà Lang Thang chia sẻ với cả nhà thân thương á, là bà con người đồng bào dân tộc Rắc Lây họ đi chặt mía, một bó là 1.700 đồng một ngày á, là một người họ chặt, nếu như mà thanh niên á là họ chặt được 150 bó, ai mà khỏe nha cả nhà. Còn những người mà trung bình á thì họ chặt 100 bó thì được 170.000. Cơm nước là mình tự ăn, xăng cộ thì mình tự đổ. Hôm nay Gà Lang Thang chia sẻ với cả nhà thân thương nè, có một em trai, em tên là Sang, em đi chặt mía nè. Cả nhà mình thấy là em chặt rất là nhiều cây mía ở đây, nhưng mà một bó rất là to nha, mà chỉ có 1.700 đồng thôi. Anh chào em Sang nha. Dạ em chào anh. Em Sang ơi, sáng giờ là em chặt bao nhiêu bó rồi? Sáng giờ em chặt được 70 bó. 70 bó? Dạ. Là từ sáng tới giờ luôn á hả? Dạ, buổi sáng á. Dạ, buổi sáng em chặt 70. Như dạ. Sức của em á là một ngày em chặt khoảng bao nhiêu bó? Sức em chặt khoảng một ngày là khoảng 150, 140. Dạ. Là mình chặt hết sức luôn phải không em? Dạ, hết sức luôn. Mà về nhà mà đau, mình mãi đau hết luôn cả người luôn. Dạ. Em còn nhớ anh Gà không? Dạ, em còn nhớ chứ. Dạ. Em trai này dễ thương lắm. Ba mẹ của em á là đi chăn cừu, chăn dê mướn cho người ta xích trên núi cả nhà. Từ ngay cái chỗ mà mình chặt mía là mình đi ra chỗ làng nó cũng xa. Mỗi ngày là đi là xe cộ, đổ xăng nữa. Em ăn cơm chưa em? Dạ em ăn rồi. Vợ con em đâu? Vợ con em lên rẫy. Lên rẫy hả? Dạ. Bữa giờ em đi chặt được mấy ngày rồi? Ở giờ em chặt được 5 ngày rồi. 5 ngày? Dạ. Như thường á là mình đi chặt mía là khoảng bao lâu là hết mía em? Cỡ mới là hết đám là cỡ 1 tuần hết đám. Một tuần? Dạ, một tuần hết đám. Là hết đám này thì chỗ mía thì chị chặt chỗ khác lại. Dạ. Em có thể là cho cả nhà mình xem là một bó mía là bao nhiêu cây không em? Dạ. Một bó là bao nhiêu cây em? Dạ, một bó 10 cây. 10 cây. Dạ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 cây. Dạ, có khi mình bỏ nhiều chút anh à. Nhưng mà trung bình là bao nhiêu cây? Trung bình là 10 cây, nhưng mà có bật thầu thì bảo khi bà nói là bỏ thêm cho có số tấn của bà. Dạ, em bỏ thêm. Rồi họ có tính tiền cho mình không? Dạ, chừng nào có khoảng một tuần hoặc là công ty nó cho tiền thì bà cho, nếu không cho thì không cho tiền, không tiền thì mình ứng anh hả? Dạ. Trung bình là một bó 10 cây? Dạ, trung bình một bó 10 cây. Có khi thì cây nhỏ thì mình bỏ thêm cho họ anh hả? Là em đi làm cái công việc chặt mía này là khoảng bao lâu rồi em? Em chặt được 2 năm rồi. 2 năm? Dạ. Một năm thì em đi chặt mấy lần? Dạ. Một năm á, em đi chặt mấy lần? Một năm em chặt một lần. Một lần? Dạ. Một lần là khoảng thời gian bao lâu em? Cỡ tháng. Tháng là hết? Dạ, tháng hết miếng. Dạ. Gà Lang Thang muốn chia sẻ đến cả nhà thân thương cuộc sống của bà con đi chặt mía.
nếu như mà hết mùa mía tới mùa măng thì họ đi lấy măng. Dạ. Tới mùa bắt trứng kiến thì họ đi bắt trứng kiến cả nhà. Dạ. Gà lang thang thấy là cái công việc này á chỉ có người đồng bào dân tộc Rắc Lây họ làm thôi, chứ người Kinh là họ không làm, tại vì cái lương nó thấp á. Mía mà mía nằm á cả nhà rất là khó chặt luôn, còn mía đứng thì mình dễ chặt hơn một chút. Và mình chặt như thế này á là có khi em gặp con rắn không em? Ừ, dạ có anh à, em chặt gặp được 2 lần rồi á. Rắn to không? Dạ cũng như vừa anh à. Rắn luôn khoảng cỡ đây anh nè. À dạ. Rồi nó thấy mình nó có chạy không? Dạ mình thấy nó chạy chứ, mà mình đập nó chứ anh chứ. Mỗi một ngày mà mình chặt 100 bó là còng lưng luôn á. Em ơi. Dạ. Hôm nay á là anh lên đây á, anh có một món quà tặng cho em. Dạ. Cái món quà này á là của các cô các chị ở bên Canada á. Dạ. Là yêu thương em. Lần trước dạ. á là anh có đến nhà của em chia sẻ cuộc sống của em. Dạ. À, các cô các chị nói á là em rất là dễ thương. Dạ. Nên là các cô các chị có một món quà tặng cho em để em làm vốn em nuôi con gà nha. Dạ. Em hứa với anh á là em sẽ mua con gà giờ để em chăn nuôi nha. Dạ. Em hứa với cô với chị đi. Dạ em hứa với cô với chị, em sẽ mua con gà em nuôi vài rẫy. Dạ. Em cho anh hỏi là cái ước mơ của em là cái gì? Ước mơ của em là cũng là em đi chặt mía vậy, thì kiếm hàng ngày em sức khỏe em chặt mía vậy thôi. Ừ. Dạ. Là mình không có ước mơ gì hết. Dạ em có ước mơ nhưng mà ước mơ không được anh à. Bơ em có tiền em sửa xe. Ừ. Dạ ráng chặt mía đi sửa xe. Dạ. Bây giờ anh trao cho em cái số tiền của cô chị ở bên Canada cho em nha. Dạ. Gà lang thang xin phép chị Bài Diệp ở bên Canada, chị có gửi cho gà lang thang là 12.600.000 đồng chuyển vô trong tài khoản của gà lang thang, trong đó là có cô Vân á là 100 đô Canada, cô Tâm là 100 đô Canada. Là cô với lại chị á là xem được cái video của gà lang thang rất là yêu mến em trai này, cô chị có dặn dò á là giúp cho em trai để em trai là mua con gà để chăn nuôi, thấy thương em quá. Bây giờ anh trao cho em á là 12.600.000 đồng nha. Dạ. Để anh gửi cho em. Dạ. Em đếm cho cô cho chị coi đi. Dạ em không biết đếm. Không biết đếm hả? Dạ. Em không có đi học phải không? Dạ không, em không đi học. Em có biết đếm số không? Dạ em biết đếm số. Em đếm bao nhiêu tờ? 1, 2, 3, 4. Em lấy bao tay ra em. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám, chín, mười, một, mười hai, mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63. 63 tờ 200.000 đồng là 12.600.000 đồng. Dạ. Bây giờ em gửi lời cảm ơn chị Bà Diệp ở Canada. Dạ em
cảm ơn cô Diệp Camera. Dạ, em rất là cảm ơn cô chú tặng cho con là con đi sửa xe, có xe đi chặt mía. Dạ, con rất là cảm ơn. Em mua con gà về em nuôi nha. Dạ. Cái số tiền này là em có thể mua được vài chục con gà mái đĩa. Dạ. Và em cảm ơn á là cô Vân và cô Tâm. Dạ, cô Vân và cô Tâm đã ủng hộ cho con số tiền này để con đi mua gà con chăn nuôi. Dạ, con rất là cảm ơn. Sao mà run dữ vậy? Dạ, hả? Em run. Hồi đó giờ có bao giờ mà cầm tiền như thế này không? Dạ, chưa đâu anh à. Cầm khoảng được 1 triệu hoặc là 900 gì đó, chặt mía nè. Ừ. Dạ, một tuần em lấy được 1 triệu. Dạ. Chặt mía liên tục luôn mà tuần được 1 triệu à? Dạ, mình ứng ăn trước anh à. Ừ. Thì con đi học nữa. Ừ. Rồi mình ứng ăn trước. Dạ. Gà Lang Thang xin thay mặt em và gia đình cảm ơn chị bà Diệp ở bên Canada rất là nhiều. Và cảm ơn cô Vân, cô Tâm ở bên Canada đã hỗ trợ giúp đỡ cho em trai có một cái số tiền là 12.600.000 đồng. Bây giờ em chặt mía tiếp đi nha. Cảm ơn em, chúc em thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ em sang vẫn tiếp tục chặt mía để kiếm tiền, để lo cho vợ, lo cho con, lo cho gia đình. Gà Lang Thang một lần nữa cảm ơn các mạnh thường quân rất là nhiều. Ở đây cũng có một số anh chị và cô chú chặt mía nữa nè, nhiều lắm cả nhà. Là mình chặt theo cái hàng nào là mình chặt thẳng vô trong luôn, để mình biết được là cái mía của mình chặt nha. Hai mẹ con đi chặt mía dễ thương quá à. Đây là con em hả em? Cả nhà mình xem họ chặt, họ để đây nè, mía nhiều lắm. Cứ cột một cái gốc như thế này là một bó này, một bó là 10 cây, mía mà nhỏ là 12 cây nha. Cô ơi, cô chặt được nhiều chưa? Chưa, có 2 mấy bó à. Có 2 mấy bó à? Ừ. Mình già mà từ từ ăn, ít ăn ít, nhiều ăn nhiều. Có sức nhiều thì chặt nhiều, sức ít thì chặt ít. Hôm nay á, là trời mù mù, không có nắng, nên là mình chặt mía nó đỡ hơn là những ngày nắng cả nhà. Ồ nắng, ồ bữa nắng rồi, chặt không có nổi, nghĩ biết à. Một ngày là cô kiếm được bao nhiêu tiền? Ồ có khi 80, 90, có khi là 50, đại chứ, ăn đại chứ. Không ăn thì không chặt thì lấy gì ăn. Cô tên gì? Mai Thị Ké. Cô bao nhiêu tuổi rồi? 70 mấy tuổi rồi. 70 mấy tuổi rồi hả? Trời ơi, mà vẫn đi phải chặt mía để kiếm gạo ăn. Không đi thì nhờ con ăn thì con nó ăn nó không có đủ tao mình ăn nữa. Dạ. Đâu có đủ, bữa nay khổ chứ mà đi chặt mình sướng làm rễ dân ta. Ô, ở nhà không sướng, mình già đây thì làm bậy bạ chứ, đồng như hàng đồng, hai đồng như hai đồng. Cô ơi, có quà cho cô nè. Nhắm mắt lại đi. Rồi mở mắt ra. Cảm ơn. Có vui không? Vui lắm, mừng chứ, có bao nhiêu đây là mừng lắm. Bao nhiêu đó là chặt mía mấy ngày luôn á? Ồ, 5-6 ngày mới được 5 tờ giấy 5 này. Thương quá trời cả nhà. Thương ơi, già rồi làm đại chứ. Mấy con nó kiếm ăn nó không có đủ, tao mình già ăn chừng nào mình làm không được thì nằm một chỗ, con cho ăn thì ăn, cho ăn thì thôi nhìn đó. Dạ. Bữa nay thì mình đi chặt 20 bó, 30 bó cũng được, miễn là đi chặt, miễn là mình mạnh khỏe, là có sức khỏe, mình đi chặt đại chặt thí chứ. Còn chồng cô đâu? Chết lâu rồi, 10 mấy năm rồi. Dạ. Ở với con, 3 đứa gái, 2 đứa trai.
Dạ. Bắt giữa bắt tròn hết rồi. Thương quá trời. Ờ, con thương bà thì bà thương ai vậy? Thương con. Thương con hay sao? Ê, bà mừng lắm chứ con việc bà mừng lắm. Làm gì có một tờ năm số năm đó. Số năm đó là không có hả? Đau hai cái tay này nè, đau chỗ đây lắm này, khớp này nè, mình chặt thét lên đau khớp. Dạ. Cô nhắm mắt lại đi. Có vui không? Vui lắm. Chưa cho có hai tờ đây vui lắm. Dạ. Cảm ơn. Cảm ơn may mắn. Mai mốt thì con đi cũng sức khỏe, kiếm ăn với mấy tuổi bà đây nè. Dạ. Cũng vậy. Bà cũng đi kiếm ăn vậy nè. Con cũng vậy, đi bậy bạ chứ. Bữa nay là khó kiếm tiền ra tiền lắm. Dạ. Có khi người ta đi chặt mía thì mình đi chặt mía thì đi lượm phân bò, đi lượm nhum nhựa về đường hồi bữa. Dạ. Nếu cái thằng gặp mấy thằng đó nó cho mì tôm gạo 10 kg, mì tôm 1 thùng mang lên đi túc nhà hố kia. Dạ. Đi bộ. Con bye bye cô nha. Bye bye. Ở bên đây có một chiếc xe máy cẩu á. Mấy cậu xe cẩu mía lên, bỏ lên xe tải chở đi. Hôm nay Gà Lang Thang xin phép quý ông bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân trích một số tiền quỹ gửi tặng cho mấy cô mấy chú đi chặt mía ở đây nè cả nhà. Thì ai cũng khó khăn hết á. Là xin anh Cảnh Nghiễn ở bên Mỹ là 7.500.000 đồng, Mạnh Thường Quân Thiện Nhân là 2 triệu, chú Tòng ở An Giang là 500, Mạnh Thường Quân Phước Thủy là 500, Mạnh Thường Quân Nguyễn Thị Hiền 2 triệu. Tổng số tiền là 12.500.000 đồng, là chia ra là 25 phần đó cả nhà. Bây giờ Gà Lang Thang gửi cho mỗi người là 500.000 nha cả nhà. Đây em gửi anh 500 nha. Cảm ơn. Dạ. Đây em gửi. Cảm ơn. Em gửi. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Gửi. Dạ. Em gửi. Dạ. Em gửi nha. Dạ. Em gửi. Cảm ơn. Dạ. Cảm ơn. Dạ. 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 Giờ mua gạo ăn lấy thảo nha. Em gửi. Rồi em gửi. Cảm ơn. Rồi em gửi nha. Đây. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Cảm ơn. Đây. Chào cảm ơn cho Kim. Dạ. Ừ, cảm ơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn. Dạ cảm ơn. Gà Lang Thang xin chân thành cảm ơn các Mạnh Thường Quân rất là nhiều nha. Bây giờ Gà Lang Thang cùng với anh Hai Tí sẽ đi qua bên cái sông này để trao cái số tiền của một anh ở bên Mỹ, anh tên là anh Tuấn, tặng cho cái chú mà bị gan cái bụng nó bự đó cả nhà. Được không anh Hai? Được. Mùa này là mùa gió nên mình đi mình sợ là cái xuồng này nó quay cả nhà, gió lắm. Anh tính là ở bên kia để coi xe. Với lại mình đi qua hai người sợ ấp xuống. Gì vậy anh Hai? Sao chui vô mũi anh Hai? Có đâu. Mấy anh em là không biết chèo thuyền gì hết nha cả nhà. Tại vì Gà Lang Thang ở miền Trung. Sao chỗ đây sâu. Đi thẳng vô kìa. Rồi qua tới xong rồi. Rồi tới nơi rồi cả nhà ơi. Từ từ. Từ từ em xuống nha nè. Từ từ đẩy vô con cái này.
Em sợ ấp xuồng đấy. Rồi bây giờ mình đi lên trên đây nha cả nhà nha. Tại vì chú đó là ở trên đây, nhưng mà gà lang thang nghe nói á là chú bị nặng rồi, chú đi bệnh viện rồi. Gà lang thang không có biết là chú ở chỗ nào. Gà lang thang đi về cái chỗ mà lần đầu tiên gà lang thang đến đây á, là giúp đỡ cho chú với lại cái chị có đứa con bị bại não nữa cả nhà. Đây họ sống ở chỗ này nè. Bữa giờ chị khỏe không chị? Dạ khỏe. Bữa giờ con bệnh, bé bệnh, mà này con bệnh gió nè. Em thấy gió quá trời gió hả? Dạ ghê, đêm ngủ cũng được không? Đây á, là con trai của chú bị bệnh gan. Dạ. Là ba, hiện tại bây giờ là ba ở đâu em? Dạ dưới là em Xuân. À dưới nhà, dưới bên dưới làng. Dạ. Là ba lên đây không có nổi nữa. Dạ. Ăn vẫn được nhưng mà tay chân ốm yếu, bây giờ ông kiệt sức ông đi không nổi. Bây giờ là có anh Tuấn ở bên nước Mỹ á, là anh Tuấn gửi cho chú là 5 triệu đồng. Dạ. Để cho chú mua thuốc uống nha. Dạ. Hôm bữa là anh có đem thuốc lên đây á, thì ba của em uống thấy như thế nào? Dạ đỡ bớt, thấy bụng xếp nó xếp xuống còn nhỏ lại bớt. Ừ. Anh Tuấn ở bên nước Mỹ cũng gửi cho chị là 5 triệu đồng. Dạ cảm ơn ạ. Tương đương là 200 đô la Mỹ á. Dạ. Đây em gửi cho chị nha. Dạ. 5 triệu. Chị đến thôi đủ không chị? Đủ à. Chị gửi lời cảm ơn anh Tuấn đi. Dạ con cảm ơn anh Tuấn, trời em sẽ giúp cho em số tiền này cũng không thể. Gà lang thang cũng xin thay mặt chị cảm ơn anh Tuấn ở bên nước Mỹ rất là nhiều, đã hỗ trợ cho chị có tiền để chăm lo cho bé bị bệnh bại não cả nhà. Dạ. Suốt cuộc đời của chị là rất là khó khăn, tại vì chị không có nhà, không có cửa, mà phải nuôi một bé bị bệnh bại não nữa. Chồng cũng vừa mới mất cách đây mấy tháng cả nhà. Đây anh gửi cho em là 5 triệu nha. Đi nha. Đủ chưa em? Dạ đủ. Bây giờ em thay mặt ba em cảm ơn anh Tuấn ở bên Mỹ đi em. Giờ em thay mặt cảm ơn ba con là kiểu như đưa tiền để giúp đỡ ba con bị bệnh. Giờ ông đi không có được nhưng mà ông ăn vẫn được bình thường. Ông cảm ơn anh Tuấn. Cảm ơn anh Tuấn đã cho giúp đỡ số tiền 5 triệu. Gà lang thang cũng xin thay mặt chị, thay mặt chú và em cảm ơn anh Tuấn ở bên nước Mỹ rất là nhiều, đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho bà con vùng sâu vùng xa có cái số tiền để chữa bệnh. Cảm ơn anh Tuấn, chúc anh Tuấn và gia đình thật là nhiều sức khỏe. Bây giờ gà lang thang xin phép cả nhà thân thương á, là mình chèo xuồng mình đi qua bên sông lại, sợ gió là cái xuồng nó úp luôn cả nhà. Qua lại rồi chạy về tới nhà mấy chục cây số nữa cả nhà, rất là xa. Trời mưa là cái sông này nước lớn lắm. Cẩn thận nha anh hai, bình tĩnh. Cho dù đi đến đâu á là mấy anh em gà lang thang cũng đi hết. Cả nhà mình cũng thấy là gà lang thang vượt sông vượt suối, đi đèo đồi núi cỡ nào gà cũng đi hết.
Hầu như là trong tỉnh Ninh Thuận, quê hương của gà lang thang là nơi nào gà lang thang cũng đã đặt chân tới rồi. Những chỗ mà xa xôi, không có người đến và không ai đến thì nơi đó gà lang thang muốn đến để giúp đỡ cho bà con ở vùng sâu vùng xa, tại vì họ rất là đáng thương cả nhà. Họ nghèo, họ khổ mà khổ tận cùng luôn. Đáng thương hơn là những người bị bệnh tật. Hôm nay á, là có cô Nga và chú Nhật ở quận 6 á, là gửi tặng riêng cho anh Tính và anh Hai Tí mỗi người là 250.000 đồng. Bây giờ em gửi cho hai anh nha. Dạ con rất xin cảm ơn cô chú anh Vương đã giúp đỡ anh em con, xin cảm ơn. Con cũng cảm ơn cô chú thì đã cho con số tiền này để trang trải trong cuộc sống, mua đồ này nọ trong trong ngày. Con xin cảm ơn rất nhiều ạ. Gà lang thang cũng xin thay mặt anh Tính và anh Hai Tí cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị đã ủng hộ và luôn đồng hành cùng với mấy anh em. Cảm ơn tất cả quý bà cô chú anh chị Mạnh Thường Quân ngày hôm nay đã mở tấm lòng vàng giúp đỡ cho những hoàn cảnh khó khăn. Cảm ơn rất là nhiều. Bây giờ gà lang thang cùng với mấy anh em xin tạm dừng video tại đây. Hẹn cả nhà thân thương vào những tập video tiếp theo nha. Nếu như cả nhà thân thương yêu mến gà thì đừng quên bấm cho gà một like và nhớ đăng ký kênh, chia sẻ video, xem quảng cáo, ủng hộ cho gà lang thang nha. Cảm ơn cả nhà thân thương rất là nhiều. Bye bye.